Xin chào bạn, chào mừng các bạn đến kênh Tuyết Diệu của chúng tôi. Thì hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách diệt tổ mối lớn. Thì thường thì ở dưới miền quê á, thì có những cái ổ mối ngoài bụi tre hay ngoài cây nó rất là lớn, nhưng mà nó cái ổ mối nó rất sát nhà thì nó sẽ đi vô nhà và nó cắn phá đồ đạc của mình. Thì hôm nay tôi diệt cái ổ mối nó rất là lớn, nó ở sát nhà luôn. Thì trước khi để diệt cái ổ mối lớn này nè, thì mình lấy cái cây búa hay cây len, cây sẻng gì đó, thì mình chẻ phân nửa cái ổ mối ra. Xong rồi thì mình dùng BMC90 á, mình gắt trực tiếp vô luôn. Thì một thời con những con mối mà nó tiếp xúc với thuốc á, xong rồi nó lan truyền dưới nó chết. Thì đây mình lúc mình phun thì mình không có quay. Thì sau một tuần qua mình kiểm tra thì không còn có mối nào hết. Đó các bạn xem, mình kiểm tra là không còn cái con mối nào luôn. Thì mình á, mình nên là cái như trong đồ gỗ này hay những ổ mối lớn đó, thì mình trực tiếp phun BMC vô là nó hết rồi. Còn ở trong nhà đồ thì mình nên sử dụng thêm cái thuốc nước. Thì ổ mối gần nhà thì mình nên tiêu diệt đi, tại cái ổ mối này thì nó đã lan trực tiếp vô nhà rồi. Mình chỉ quay để cách diệt ổ mối cho các bạn xem thôi. Các bạn xem video thấy hay hữu ích nhớ like, share và nhớ đăng ký để đón nhận video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.